Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn. Gương ông Y phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tâm Thắng, hết mình vì buôn làng. Sau đây là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, người uy tín trong các cộng đồng người dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Họ là cầu nối giữa đảng chính quyền với nhân dân, là tấm gương sáng để bà con học tập noi theo. Đảng viên Yut Buôn Giá, Bí thư Chi Bộ Buôn Bua, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tâm Thắng là một trong những tấm gương điển hình như thế. Sau đây là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để thực hiện nghị quyết của Đảng Bộ xã Tâm Thắng về xóa buôn trắng đảng viên, ông Y Rút cùng bốn đảng viên khác được tăng cường về buôn bua để thành lập chi bộ đảng. Phát huy lợi thế là người có uy tín trong cộng đồng, ông Y Rút đã vận động các hộ gia đình tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo cuộc sống ấm no, ổn định, từ đó củng cố niềm tin của người dân và sự lãnh đạo của đảng, điều hành của chính quyền địa phương. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã phát hiện bồi dưỡng những nhân tố tích cực, bổ sung lực lượng dự bị cho đảng vai trò là, là đứng vào trong đội ngũ của đảng Đấy, để, để, để qua đó là có phải uh, có cái tính gương mẫu đầu tàu, từ uh, cư xử rồi làm kinh tế rồi trách nhiệm với gia đình nuôi dạy con cái cho ăn học đến nơi đến chốn tuyên truyền vận động mà chú thông qua chữ là uh, các cái buổi họp buôn rồi bản thân là đảng viên là phải gương mẫu không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là chiếc cầu nối của đảng với nhân dân ở cơ sở, ông Y e. còn được tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ là phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tâm Thắng. Ông Y e. Dút tâm sự, việc gần dân, thấu hiểu lòng dân đã khó, việc vận động nhân dân nghe và làm theo lại càng khó hơn rất nhiều. Với vai trò là phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã Tâm Thắng, ông Y e. Dút đã vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn đoàn kết chung tay giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, không ngừng vươn lên cải thiện chất lượng cuộc sống. Tâm Thắng là địa phương đầu tiên của huyện Chư Rút về đích trong việc xây dựng nông thôn mới và cũng là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất ở huyện Chư Sút. Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa cũng dẫn đầu toàn huyện. Kết quả đó phải nhờ đến một phần công lao đóng góp của những người như ông Y Rút. Năm nay đã bước vào tuổi 60, nhưng ông Y Rút chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Ông dự định sau khi nghỉ hưu, ông sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để vận động bà con nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mong ước lớn nhất của ông là dù cuộc sống ngày càng phát triển, nét sông mới lên lỏi đến từng nhà, thì người Ed khắp các buôn làng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa của dân tộc mình. Đồng chí Y rút là một những đảng viên uh, lâu năm ở Bốn Buôn. Trước đây đồng chí Y rút là bí thư chi bộ của Bốn Buôn đấy, nó chưa tách. Đấy, về cái năng lực rồi về trình độ rồi là uy tín thì đồng chí rất uh, có uy tín nói biết và làm theo nghị quyết. Với cái vai trò của đồng chí Yút thì nói đúng ra thì đồng chí cũng rất nhiệt tình, cũng năng nổ, uy tín. Đấy, thì đồng chí đã quen biết phong tục tập quán của Tường buôn. Thì, thì chúng tôi tăng cường về đồng chí để đồng chí giúp cho đảng ủy là hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Khi nhận những đóng góp của ông Izut, các cấp các ngành đã tặng nhiều giấy khen bằng khen cho ông. Trong đó nổi bật là thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 8 về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm liền. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Truyền thanh truyền hình huyện Chư Rút ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài truyền thanh truyền hình huyện Chư Dũng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục này trên địa chỉ website đài truyền thanh chư gov vn Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.